Xin kính chào quý vị đang đến với những cập nhật mới nhất về các diễn biến nóng trên thế giới với kênh tin tức Việt. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Chưa gặt được quả ngọt, Ukraine gấp rút chuẩn bị phản công đợt 2. Tiết lộ cách Nga đối phó vũ khí tối tân phương Tây hỗ trợ Ukraine. Mặc dù còn quá sớm để dự báo kết quả cuộc xung đột, nhưng có một số lĩnh vực mà Nga hoặc Ukraine đang giành ưu thế Hungary đe dọa chặn tất cả gói hỗ trợ quân sự của EU cho Ukraina Thủ tướng Romania phản công Ukraina không như mong đợi, xung đột sẽ kéo dài Kinh tế Nga phục hồi tốt hơn mong đợi Ca sĩ Nga trao thưởng 1 triệu rúp cho binh sĩ phá hủy xe tăng Leopard ở Ukraina Trung Quốc hủy chuyến thăm của đại diện cấp cao EU Kinh tế Nga phục hồi tốt hơn mong đợi Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, nền kinh tế Nga tiếp tục phục hồi bất chấp lệnh trừng phạt, tăng trưởng GDP trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 0,6%. Nền kinh tế Nga tiếp tục phục hồi bất chấp các lệnh trừng phạt cũng như những trở ngại cản đường phát triển của Nga, tăng trưởng GDP trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 0,6%, nhưng điều rất quan trọng, tăng trưởng GDP trong tháng 5 đạt 5,4%. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nói trong cuộc gặp với tổng thống Vladimir Putin theo thủ tướng Mikhail Mishustin, chính phủ Nga tin tưởng rằng đến cuối năm, tăng trưởng GDP sẽ vượt mức 2%. Ông Mishustin cũng trích dẫn tỷ lệ thất nghiệp khoảng 3,1% và lạm phát thấp dưới 5%. Ông cho rằng những chỉ số này cho thấy Nga là nền kinh tế có sự ổn định cao. Trong khi đó, tổng thống Vladimir Putin cho biết tình hình hiện tại của nền kinh tế Nga tốt hơn so với dự báo trước đó. Ông nhấn mạnh, điều này mở ra những tín hiệu lạc quan cho việc hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đã đề ra. Kết quả của nền kinh tế Nga tốt hơn mong đợi trước đó, tốt hơn dự báo. Điều này mở ra những hy vọng cho việc hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, ít nhất trong năm, ông Putin cho hay. Tháng trước, Ngân hàng Thế giới World Bank cho biết nền kinh tế Nga sẽ tiếp tục tăng trưởng bất chấp các biện pháp trừng phạt nhờ doanh thu từ năng lượng cao hơn dự kiến. Theo World Bank, chỉ số tăng trưởng GDP của Nga dự kiến sẽ chuyển biến tích cực vào năm 2024, dù ở mức khiêm tốn 1,2%. Sự thay đổi này chủ yếu phản ánh khả năng phục hồi bất ngờ của sản xuất dầu mỏ và đà tăng trưởng cao hơn dự kiến từ năm 2022, báo cáo của World Bank cho hay. Từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nước này hứng chịu các lệnh trừng phạt kinh tế dưới nhiều hình thức của Mỹ, EU và nhiều quốc gia trên thế giới. Một trong các lệnh trừng phạt cứng rắn nhất của phương Tây là loại các ngân hàng Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên Ngân hàng Toàn cầu SWIFT, khiến các tổ chức tài chính của Nga mất khả năng kết nối với phần còn lại của thế giới. Bên cạnh đó, Nga bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu nhiều sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Nhiều cá nhân tổ chức Nga bị đưa vào danh sách đóng băng tài sản, cấm đi lại. Ca sĩ Nga trao thưởng 1 triệu rúp cho binh sĩ phá hủy xe tăng Leopard ở Ukraine. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Nga Grigory Lev trao giải thưởng trị giá 1 triệu rúp, tương đương gần 11.300 đô la cho binh sĩ Nga đã phá hủy xe tăng Leopard trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tôi đã thực hiện lời hứa của mình, ông Lev viết trên Telegram, đồng thời đăng tải một đoạn video trong đó binh sĩ có bí danh là Venom nhận thưởng và gửi lời cảm ơn nam ca sĩ. Vladimir Kiselov, nhà sản xuất kiêm người sáng lập ban nhạc rock Jemlani, đã đề xuất sáng kiến trao thưởng cho những binh sĩ phá hủy các phương tiện chiến đấu bọc thép do phương Tây sản xuất. Trước đó, một giải thưởng kiểu này đã được trao tại bệnh viện ở Saint Petersburg vào cuối tháng 6. Một binh sĩ Nga đã được một tổ chức tư nhân trao thưởng phần thưởng trị giá 1 triệu rúp vì phá hủy xe tăng Leopard trên chiến trường Ukraine. Theo Reuters, khoản tiền thưởng được trích từ quỹ thành lập bởi các nhóm doanh nhân. Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy một số chiếc Leopard do Đức sản xuất, và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp kể từ khi Nga tiến hành phản công vào đầu tháng này. Bộ Quốc phòng Nga hồi giữa tháng 6 thông báo đã trao tiền thưởng cho hơn 10.000 quân nhân Nga vì đã phá hủy hoặc thù giữ khí tài của Ukraine và phương Tây. Khoản tiền thưởng là 100.000 rúp cho một chiếc xe tăng và 300.000 rúp cho một chiếc máy bay. Trung Quốc hủy chuyến thăm của đại diện cấp cao EU Trung Quốc đã hủy chuyến công du của người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell vào tuần tới, Thông tin được công bố bởi người phát ngôn viên về các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh của EU, Nabila Marali, vào ngày 4 tháng 7, tuy nhiên không nêu rõ lý do của việc hủy bỏ. Động thái trên diễn ra khi châu Âu đang tìm cách giảm thiểu rủi ro trong mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc, quốc gia mà EU gọi là đối thủ cạnh tranh kinh tế và đối thủ có hệ thống. Theo Reuters, trong văn bản công bố về việc hủy bỏ chuyến thăm, bà Nabila Marali nói rằng Thật không may, chúng tôi đã được các đối tác Trung Quốc thông báo rằng các ngày sự kiến cho chuyến thăm vào tuần tới không còn khả thi và chúng tôi phải tìm kiếm các giải pháp thay thế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Theo thông tin được Đại sứ EU tại Trung Quốc, Jock Toledo công bố trước đó, ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại, dự kiến đến Bắc Kinh vào ngày 10 tháng 7 để gặp người đồng cấp Trung Quốc nhằm thảo luận về các vấn đề chiến lược, trong đó bao gồm vấn đề về nhân quyền và xung đột Nga-Ukraine. Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh, Đại sứ George Toledo cho biết, Trung Quốc và châu Âu có thể tổ chức hai cuộc đối thoại trực tiếp vào tháng 9, một về kinh tế và thương mại và một về các vấn đề kỹ thuật số. Chúng tôi muốn hợp tác với Trung Quốc, nhưng chúng tôi thấy cần sự tiến bộ trong năm nay, Đại sứ Toledo nói. Đây là chuyến thăm thứ hai trong năm của ông Borrell bị hủy bỏ Trước đó, đại diện cấp cao EU đã phải hoãn chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4 sau khi xét nghiệm dương tính với Covid. Trong một bài phát biểu vào tháng 4, ông Borrell nói rằng EU không tin tưởng Trung Quốc nếu Bắc Kinh không tìm kiếm hòa bình ở Ukraine. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải cho thấy kết quả trên chiến trường trước khi các nhà lãnh đạo NATO nhóm họp tại Vilnius, Litva vào ngày 11 tháng 7, mặc dù ông thừa nhận rằng điều này có thể sẽ dẫn đến những tổn thất mới. Theo một cố vấn của Tổng thống Ukraine, Kiev rất mong nhận được lời mời bắt đầu quá trình gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Vilnius. Trong khi Ukraine mong chờ nhận được sự phản hồi đối với đơn xin gia nhập NATO mà nước này đã nộp vào hồi tháng 9 năm 2022, Tổng thống Zelensky nói rằng ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh trừ khi các nhà lãnh đạo NATO thể hiện sự dứt khoát trong quyết định của họ. Tổng thống Zelensky đã khẳng định với các nhà lãnh đạo NATO rằng ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius mà không có sự đảm bảo an ninh cụ thể và một lộ trình cho việc gia nhập. Financial Times đưa tin. Ông Leonid Dresenikov, một quan chức tình báo nước ngoài kỳ cựu của Nga cho rằng giai đoạn thứ hai của cuộc phản công của Ukraine trên chiến trường dự kiến sẽ diễn ra vào thời điểm khai mạc hội nghị thượng đỉnh tại Vilnius. Theo ông, chính quyền Ukraine cần phải đạt được kết quả cụ thể để tìm kiếm thêm sự hỗ trợ về vũ khí, tài chính, đặc biệt là tư cách thành viên NATO. Đối mặt với các lựa chọn hạn chế, Ukraine không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục tiến lên. Giai đoạn tiếp theo này liên quan đến việc xem xét toàn bộ các chiến thuật và chiến lược cùng với việc triển khai các nguồn dự trữ chưa được sử dụng. Theo quan chức Nga, các báo cáo chỉ ra rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, ảnh hưởng đến giai đoạn phản công tiếp theo, chẳng hạn như vụ vỡ đập Nova Kachoka hồi đầu tháng 6. Cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ vỡ đập Kakoka, có thể bao gồm cả khả năng liên quan đến nhà máy điện hạt nhân Japorohi. Ukraine đang gây căng thẳng về vấn đề này, có khả năng vụ việc sẽ được sử dụng làm cái cớ cho cuộc tấn công. Ông Dresenikov lưu ý, giai đoạn thứ hai của cuộc phản công dự kiến sẽ được phát động trước hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Vilnius vào ngày 11-12 tháng 7. Việc Ukraine đang huy động binh sĩ trên toàn quốc cho thấy các lực lượng hiện tại của nước này có thể chưa đủ để tạo ra một bước đột phá trong cuộc phản công. Chuyên gia Reznikov cho hay, mục tiêu chính của Ukraine trong cuộc phản công vẫn là chọc thủng phòng tuyến của Nga để tiến tới biển Azov và biên giới với Crimea. Trong giai đoạn đầu của cuộc phản công, các lực lượng Ukraine không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga. Bởi vậy giai đoạn thứ hai sẽ diễn ra dựa trên hy vọng rằng một hàng phòng ngự kéo dài sẽ khiến các binh sĩ kiệt sức về mặt tâm lý và kỹ thuật. Ông Reshnikov lưu ý rằng quân đội Ukraine đang theo đuổi chiến thuật gửi những binh sĩ thiếu kinh nghiệm tham gia các cuộc tấn công nhằm xác định các điểm yếu tiềm ẩn trong hệ thống phòng thủ của Nga. Tuy nhiên, các tuyến phòng thủ của Nga đã được củng cố. Trong khi đó, một phần đáng kể lực lượng dự trữ vẫn chưa được triển khai. Vì vậy, các kế hoạch của Ukraine vẫn không chắc chắn, ông nói. Gần đây, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Jaluny, nói với truyền thông phương Tây rằng Ukraine sẽ không thể tiến hành một cuộc tấn công nếu không được cung cấp thêm đạn dược và máy bay từ NATO. Ông Drasenikov tin rằng những tuyên bố này từ phía Ukraine thể hiện hai mục đích, đó là kêu gọi sự ủng hộ từ phương Tây và lập luận về lý do đợt phản công đầu tiên không đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là sự trợ giúp của phương Tây. Mặc dù có giá trị nhưng không thể thay đổi đáng kể tình hình trên chiến trường, Ukraine cần có sự hỗ trợ đáng kể và bền vững để có kết quả phản công tốt hơn, ông Resenikov cho hay. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết, các lực lượng Nga đang tiến hành tấn công theo 4 hướng là Adajaka, Marinka, Karachny, Liman và Svatovo. Tuy nhiên, ông Resenikov cho rằng tuyên bố này hoàn toàn là một chiến thuật tuyên truyền để hợp lý hóa những thất bại của Ukraine. Nga đã áp dụng chiến lược phòng thủ tích cực, bao gồm các cuộc phản công và tiến công vào các thành trì của Ukraine. Trong trường hợp Ukraine tiếp tục không đạt được bước tiến trong cuộc phản công, quân đội Nga có thể nắm bắt cơ hội để tiến hành một cuộc phản công của riêng mình. Trong khi quân đội Ukraine đã suy giảm sức mạnh, ông Dresenikov nói, trong khi Ukraine đang chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai của cuộc phản công, triển vọng thành công vẫn chưa chắc chắn. Ukraine sẽ phải đối mặt với những thách thức to lớn, bao gồm việc thay đổi chiến thuật và lực lượng, cũng như cách sử dụng nguồn dự trữ chưa được khai thác. Câu hỏi đặt ra là liệu những biện pháp này có đủ để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga và đạt được mục tiêu đã đặt ra hay không? Trong những tuần tới, các chuyên gia quân sự sẽ xem những nỗ lực phối hợp với NATO của Ukraine có thể mang lại kết quả mong muốn hay ép sẽ tiếp tục chưa gặt hái được thành công trong cuộc phản công. Bằng cách triển khai nhiều loại hệ thống tác chiến điện tử khác nhau, Nga đang khiến các loại vũ khí thông minh phương Tây hỗ trợ Ukraine khó có thể hoạt động hiệu quả. Hệ thống gây nhiễu của Nga hiệu quả đến mức Ukraine cũng như Mỹ và NATO không thể tự tin tuyên bố rằng đạn tấn công trực diện phối hợp và các vũ khí thông minh khác sẽ nhắm trúng các mục tiêu. Theo phân tích của Viện Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, Russi, theo nhà nghiên cứu Thomas Whittington của Russi, gây nhiễu không chiến GDAM ngừng hoạt động nhưng lại gây ra rủi ro cho sự chính xác của chúng. Trong khi việc nâng cấp hệ thống chống gây nhiễu trên GDAM có thể khắc phục phần nào vấn đề này, thì các hệ thống tác chiến điện tử của Nga có thể dễ dàng lấn át tín hiệu dẫn đường GPS. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi các tài liệu bị do dỉ vào hồi tháng 6 của Lầu Năm Góc bày tỏ mối lo ngại. Hệ thống gây nhiễu của Nga đang làm giảm độ chính xác của các vũ khí dẫn đường của Mỹ, trong đó có GDAM và các tên lửa HIMARS bằng việc gắn với các bộ điều chỉnh, thăng bằng và hệ thống dẫn đường GPS vào những quả bom không dẫn đường với chi phí rẻ hơn. Ukraine đang cố gắng tạo ra những quả bom dẫn đường tầm xa với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ các loại đạn dẫn đường chính xác đặc biệt, hiện đang khan hiếm nguồn cung. Bom GDAM IA, tức là GDAM tăng tầm, được cung cấp cho Ukraine có thể bắn lên tới 80 km, cho phép các chiến đấu cơ cất cánh an toàn khi nằm ngoài hệ thống phòng không của Nga các loại đạn GPS dẫn đường được cung cấp cho Ukraine với hy vọng sẽ đối phó được với ưu thế của Nga về vũ khí và lực lượng. Trên thực tế, hệ thống pháo phản lực HIMARS đóng vai trò quan trọng trong cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2022, khi nước này tuyên bố đã sử dụng tên lửa, phá hủy các trung tâm quân sự và chuỗi hậu cần của Nga. Nga đang tập trung phát triển nhiều loại hệ thống tác chiến điện tử khác nhau. Đặc biệt, chuyên gia Whittington đã đề cập đến R-330 g của lục quân Nga, một hệ thống gây nhiễu đặt trên xe tải di động được thiết kế đặc biệt để làm gián đoạn GPS và các hệ thống liên lạc vệ tinh trong giải sóng từ 100 MHz đến 2 GHz. Những tín hiệu từ các vệ tinh GPS của Mỹ mà GDAM sử dụng được truyền trên giải sóng từ 1,164 GHz đến 1,575 GHz. Chúng nằm hoàn toàn trong phạm vi của hệ thống gây nhiễu R330ZH, chuyên gia Gottington nói. Theo chuyên gia Gothington, các tài liệu chính thức cho thấy tầm hoạt động của R330ZH là gần 30 km với tín hiệu gây nhiễu mạnh 10 kV. Tầm hoạt động này mạnh hơn đáng kể so với tín hiệu của GPS từ không gian. Hơn nữa, hệ thống thu nhận tín hiệu GPS càng gần ăng-ten gây nhiễu của R330ZH thì tín hiệu gây nhiễu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Về lý thuyết, việc nâng cấp mô-đun chống giả mạo khả dụng có chọn lọc cho GDAM vào đầu những năm 2000 sẽ đảm bảo GDAM sẽ phản hồi trước các tín hiệu GPS quân sự được mã hóa. Tuy nhiên, các hệ thống gây nhiễu của Nga có lẽ vẫn có thể làm gián đoạn các tín hiệu này qua các tia gây nhiễu siêu mạnh. Nga cũng có thể gây nhiễu các tín hiệu mà mã lệnh mờ và truyền lại cho chúng với một số điều chỉnh nhỏ sang GDAM, khiến cho quả bom này bị đánh lạc hướng những nỗ lực nhằm vượt qua sự can thiệp của Nga bằng cách sử dụng các tín hiệu từ nhiều vệ tinh GPS khác nhau ngược lại có thể bị biến thành việc triển khai nhiều hệ thống gây nhiễu hơn. Những nỗ lực gây nhiễu các hệ thống vũ khí đối phương của Nga là một phần trong chiến dịch tác chiến điện tử quy mô lớn. Kế hoạch này đang làm gián đoạn hệ thống liên lạc radio và hoạt động UAV của Ukraine. Các lực lượng Nga hiện cứ 10 km thì triển khai một hệ thống tác chiến điện tử ở khu vực đóng quân và thường bố trí với mật độ 7 km, một hệ thống ở tiền tuyến. Báo cáo của Rossi đánh giá về chiến thuật của Nga. Hệ thống này đã góp phần khiến Ukraine tổn thất số lượng lớn UAV, ước tính khoảng 10.000 UAV mỗi tháng. Mặc dù còn quá sớm để dự báo kết quả cuộc xung đột, nhưng có một số lĩnh vực mà Nga hoặc Ukraine đang giành ưu thế. Đầu tiên là về lãnh thổ, Hiện cả Nga và Ukraine đều chưa đạt được các mục tiêu đề ra ở giai đoạn đầu xung đột. Ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Putin đã vạch ra các mục tiêu chính là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, đồng thời bảo vệ người dân tại hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugan mà Nga công nhận là các quốc gia độc lập. Sau đó, Nga đã mở rộng mục tiêu ra ngoài Donbass. Phát biểu với báo chí, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết mục tiêu về địa lý giờ đã thay đổi. Nga không chỉ tập trung vào Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugan mà còn cả khu vực Kherson, Zaporizhia và rất nhiều vùng lãnh thổ khác. Bà Marina Maron chuyên gia tại khoa nghiên cứu quốc phòng của trường Kings College London cho rằng do mục tiêu thay đổi nên Nga đang có lợi thế hơn xét về mặt kiểm soát lãnh thổ. Xét về quan điểm của Nga, tôi cho rằng họ đang tiến gần hơn một chút đến việc đạt được các mục tiêu vì nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của họ. Ngay cả khi Nga không tiến xa hơn, Ukraine sẽ rất khó giành lại các vùng đất này. Bà Marina Maron lưu ý. Theo bản đồ của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Nga đang kiểm soát một phần đáng kể diện tích phía đông nam Ukraine. Về phía Ukraine, mục tiêu chính của nước này đã được nêu trong bản đề xuất kế hoạch hòa bình 10 điểm mà Tổng thống Zelensky đưa ra là giành lại tất cả các vùng lãnh thổ rơi vào tay Nga, trong đó có cả Crimea. Nhưng các chuyên gia cho rằng điều này rất khó đạt được. Tổng thống Zelensky rất khó đạt được mục tiêu giành lại tất cả các vùng lãnh thổ bị mất. Tôi không cho rằng điều này có thể xảy ra. Nhà phân tích Meron lưu ý. Cùng chung quan điểm này, ông David Lewis, thành viên cấp cao của Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, Lucy cho rằng kế hoạch hòa bình 10 điểm của ông Zelensky rất hẹp và rất khó để đạt được. Về mặt quân sự, Xét về mặt quân sự, các chuyên gia nhận định rất khó để xác định bên nào đang giành thắng lợi vì có nhiều ẩn số liên quan đến cuộc phản công của Ukraine. Vẫn chưa rõ hiệu quả của các khóa đào tạo cũng như những loại vũ khí mới mà phương Tây hỗ trợ Ukraine và cũng chưa thể đo lường mức độ phản ứng của Nga đối với cuộc phản công của Ukraine trong thời gian tới. Các quan chức phương Tây cũng cho biết họ cũng không nắm được kế hoạch chính xác của Ukraine. Nhà phân tích David Lewis nhận định, Tôi cho rằng tiềm lực của hai bên tương đối cân bằng bởi không có sự thay đổi lớn trên tiền tuyến suốt thời gian dài. Ukraine đang cố gắng phá vỡ thế bế tắc bằng cuộc phản công, nhưng Nga phòng thủ khá vững. Vì thế, ngay cả khi Ukraine đạt được một số bước tiến, thì điều này không có nghĩa là họ giành được chiến thắng. Còn ông John Huff, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine từ năm 2003 đến năm 2006 cho rằng hiện tại lợi thế đang nghiêng về Ukraine. Ukraine đã thành công trong các cuộc phản công vào năm 2022 trong trận chiến tại bà Mút. Dù họ rút khỏi thành phố nhưng đã gây tổn thất nghiêm trọng cho đối phương. Thẻ bài của Ukraine trong nhiều tháng qua, Ukraine đã thực hiện nỗ lực nhằm làm sói mòn khả năng phòng thủ của Nga, chẳng hạn như tấn công sân bay, kho nhiên liệu, trung tâm chỉ huy và các tuyến đường sắt nhằm làm suy yếu khả năng đáp trả của Moscow trước các cuộc tấn công lớn. Kyiv dường như đang để ngỏ các lựa chọn của nước này. Ưu tiên hàng đầu là tấn công dọc theo các mặt trận phía Nam nhằm cắt đứt hành lang đất liền nối giữa bán đảo Crimea, khu vực Donbass và lục địa Nga. Hầu hết các khu vực mà Ukraine tuyên bố đã kiểm soát được kể từ khi phát động cuộc phản công đều nằm ở trục này. Ngoài ra, Ukraine được cho là đã đạt được một số tiến bộ ở phía Tây khu vực Japoritia gần Orikhiv. Một số nguồn tin cho biết giao tranh ác liệt đã nổ ra ở khu vực Jarebyanki, phía Tây Piatikaki một động thái cho thấy các lực lượng ukraine có thể đang nhắm đến việc cô lập thị trấn kamiansky mà nga kiểm soát dọc theo sông dnipro góc tiến công này hướng tới thành phố melitopol nhiều khả năng sẽ có lợi cho ukraine mặc dù nga phòng thủ khá nghiêm ngặt nhưng đối với ukraine khu vực này gần japoritia hơn và gần nguồn tiếp tế của ukraine hơn đồng thời giúp kiev dễ dàng tiếp cận với bán đảo crimea ở giai đoạn hiện tại rất khó để định nghĩa chiến thắng cụ thể đối với cả nga lẫn ukraine nhiều chuyên gia đều cho rằng xung đột có thể kéo dài trong nhiều năm. Vẫn có khả năng nga và ukraine tham gia đàm phán, nhưng các cuộc đàm phán phần lớn phụ thuộc vào việc cuộc phản công sẽ diễn ra như thế nào. Bà Jaroslava Barberi, chuyên gia về nga tại đại học Birmingham lưu ý, nếu ukraine không tạo ra bước đột phá lớn, nhiều khả năng chính phủ các nước phương tây sẽ gây sức ép buộc kiev phải ngồi vào bàn đàm phán với sự thừa nhận rằng kiev không thể chiến thắng bằng biện pháp quân sự trong cuộc xung đột này. Nếu Kiev đạt được bước tiến đáng kể và giành lại một số vùng lãnh thổ, thì thế cân bằng chính trị có thể thay đổi một chút. Ông Lewis nhấn mạnh, Tôi không cho rằng hai bên có thiện chí ngồi vào bàn đàm phán, chứ chưa nói đến kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến một thỏa thuận thực sự giúp chấm dứt cuộc xung đột. Cựu đại sứ John Huff cũng cho rằng nếu Tổng thống Putin nhận ra Nga không còn cách nào để đạt được các mục tiêu của nước này, thì có lẽ họ sẽ chấp nhận đàm phán, nhưng vẫn còn phải xem xét liệu điều đó có xảy ra hay không. Hungary đe dọa chặn tất cả gói hỗ trợ quân sự của EU cho Ukraine. Hungary sẽ không thông qua bất kỳ gói hỗ trợ quân sự nào cho Ukraine đến khi Kiev đưa công ty cho vay lớn nhất của nước này khỏi danh sách những bên tài trợ chiến tranh. Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato cho hay. Ngoại trưởng Hungary chỉ trích Ukraine vì đã đưa ngân hàng OTP của Hungary vào cái mà ông gọi là danh sách đáng xấu hổ, đồng thời cho rằng động thái này là không thể chấp nhận được. Lập trường của chúng tôi đã rõ ràng, cho đến khi ngân hàng OTP được đưa khỏi danh sách trên. Nếu không thì Hungary sẽ không bật đèn xanh cho bất kỳ gói hỗ trợ bổ sung nào của EU để vận chuyển vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Peter Sijato tuyên bố, quyết định này không chỉ bao gồm gói hỗ trợ vũ khí trị giá 500 triệu euro mà Budapest phủ quyết trước đó, mà còn cả các gói hỗ trợ trong tương lai. Theo ông, Budapest đang làm mọi thứ để hỗ trợ người dân Ukraine và người dân Hungary đang phải trả giá vì cuộc xung đột mà họ không liên quan đến quan chức này cũng gọi thái độ của Kiev với Hungary là gây khó hiểu. Đôi khi chúng tôi thực sự có cảm giác rằng Ukraine đang chế nhạo chúng tôi, Ngoại trưởng Sijato nói. Ông cũng chỉ trích những lý do mà Ukraine đưa OTP vào danh sách đen khi cho rằng chúng tôi muốn cười vào mặt họ bởi những lý do lố bịch đã được đưa ra. Nhà ngoại giao Hungary cũng gọi tình hình liên quan đến ngân hàng của nước này là nghiêm trọng và Budapest khá khó chịu trước diễn biến trên. Hungary đã ngăn chặn gói hỗ trợ quân sự của EU dành cho Ukraine vào tháng 5 khi dẫn ra rằng Kiev ngày càng có thái độ thu địch với nước này. Thủ tướng Romania phản công Ukraine không như mong đợi, xung đột sẽ kéo dài. Thủ tướng Romania Marcel Siolacu nói châu Âu nhận ra không thể chấm dứt cuộc xung đột Ukraine bằng cuộc phản công. Thật không may, xung đột sẽ kéo dài. Mọi người hy vọng xung đột hiện nay sẽ kết thúc bằng một cuộc phản công, song điều đó là không thể. Thủ tướng Romia, Marcel cho biết, Ukraina đã phát động cuộc phản công được dự báo từ lâu vào đầu tháng 6 sau nhiều lần trì hoãn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraina tiếp tục cố gắng nhưng không thể tiến công ở ba khu vực Nam Donetsk, Pamut và Jaboretsia. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 920 xe bọc thép của Ukraina, trong đó có 16 xe tăng Leopard ở vùng Donbass và Jaboretsia vào tháng 6. Ukraine được cho là đang thay đổi mục tiêu phản công. Theo đó, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine Alexei Danilov tuyên bố, tiêu diệt tối đa nhân viên quân sự và phá hủy khí tài của Nga là nhiệm vụ số một đối với Kiev. Giữa tháng 6, Tổng thống Zelensky thừa nhận tiến độ cuộc phản công là chậm hơn mong muốn trong khi đó nhiều quan chức cấp cao của ukraine khẳng định những kỳ vọng về chiến dịch phản công đã bị thổi phồng quá mức trong đó bộ trưởng quốc phòng ukraine alexei donikov thậm chí còn tuyên bố đợt phản công này chỉ mang tính chất thăm dò để chuẩn bị cho các hành động tiếp theo ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề trong chiến dịch phản công với việc hàng nghìn binh sĩ thiệt mạng hàng trăm thiết bị khí tài bị phá hủy trong tháng qua trong đó có các phương tiện chiến đấu do phương tây cung cấp như bradley ifv do mỹ sản xuất và Leopard do nước sản xuất. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Trước khi rời kênh, mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.